Niềm vui thường bắt đầu từ những điều đơn giản nhất mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Nếu công việc của bạn có nhiều áp lực mệt mỏi, thì bạn nên dành một ít thời gian để ngồi nhâm nhi một ly cà phê với bạn bè, hay chọn cho mình những bộ trang phục xinh đẹp và lộng lẫy. Hãy yêu bản thân và sống là chính mình, bạn sẽ thấy cuộc đời luôn tươi đẹp và ý nghĩa.